trăng nhìn có rất nhiều hình, tám pha của trăng. Tuy nhiên, nếu xét về hình dạng mặt của trăng, nếu để nhìn trọn vẹn chính diện 100%, thì trăng hình cầu và nhìn trọn vẹn trên mặt phẳng xích đạo, thì nó có hình tròn. Chụp từ chiếc tàu vũ trụ trong không gian, mặt trước có nhiều hồ dung nham cổ, nhìn thấy bề mặt có những lỗ nhỏ tròn và màu đen. Ở mặt sau gồ ghề như những dãy núi nhấp nhô, ít hồ dung nham hơn. Và ở mặt sau, khi người ta hình dung những hồ dung nham đó giống như hình một cây đa và có chú cuội, chị Hằng ngồi chơi ở đây. Vậy thì mặt trước và mặt sau của trăng hình dạng không hề giống nhau, nhưng mặt trước nó chính là mặt tối và mặt sau chính là mặt sáng. Và khi chúng ta quan sát thấy mặt sáng thì chúng ta thường nhìn thấy hình của những dãy núi mấp mô.